Ngày 4 tháng 8 năm 2022, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 200 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được trao đổi học tập và nghiên cứu các kiến thức chuyên đề liên quan đến công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ, thống kê nghiệp vụ phục vụ quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quy trình thực hiện và nội dung kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Các kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị phục vụ nhiệm vụ kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.